Thưa quý vị, cùng với kế hoạch tái khởi động của ngành du lịch, từ giữa cuối tháng 10 cho đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố đã mở cửa trở lại, từng bước khôi phục nguồn nhân lực phục vụ và chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất để đón khách. Từ khi thành phố Đà Nẵng có chủ trương nới lỏng một số hoạt động trong công tác phòng chống dịch, hưởng ứng kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch của Sở Du lịch thành phố, khách sạn này cũng đã quyết định mở cửa trở lại, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực. Chú trọng đào tạo, tập huấn các kỹ năng về phòng chống dịch để đón trả khách trong bối cảnh mới và chủ động khai thác nguồn khách nội địa. Sau gần nửa tháng mở cửa, đến nay khách sạn đã và đang duy trì công suất phòng tầm 10%. Dù còn khiêm tốn nhưng so với mặt bằng chung, đây vẫn là một tín hiệu được doanh nghiệp đánh giá là tích cực. Khách sạn chúng tôi thường xuyên nâng cấp, sửa chữa, bảo trì và vệ sinh hàng ngày, nên cơ sở vật chất kỹ thuật rất tốt. Và khách sạn luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng đón khách khi khách đến lưu trú tại khách sạn. Mong rằng Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn thành phố Đà Nẵng mở các lớp đào tạo lại để cho các cơ sở lưu trú có thể tiếp cận, gửi cán bộ công nhân viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian phục vụ khách. Theo khảo sát, hiện nay nhiều khách sạn lớn tại Đà Nẵng đã mở cửa hoạt động trở lại với nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách. Đáng chú ý, hệ thống khách sạn 4 đến 5 sao ven biển đang có mức giảm giá ưu đãi từ 30 cho đến 50% nhằm kích cầu dòng khách nội địa, trong đó chú trọng đến quảng bá khai thác nguồn khách ngay tại Đà Nẵng cũng như các địa phương lân cận. Về nguồn khách thì khách sạn Maximilan tập trung vào nguồn khách nội địa, đặc biệt là nguồn khách đi công tác cũng như là tổ chức hội nghị, hội thảo cuối năm cho doanh nghiệp. Và đặc biệt hơn là chúng tôi đang tập trung vào nguồn khách địa phương và nguồn khách các tỉnh thành lân cận. Về liên kết thì khách sạn đã và đang liên kết với rất nhiều tour tuyến nội địa để mà tăng thêm sự tiếp cận cho khách hàng. Và đặc biệt hơn thì trong thời gian này Maximilan đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi, chính sách giảm giá để tạo điều kiện cho khách hàng là có được dịch vụ trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại của hệ thống cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực. Hội khách sạn chúng tôi cũng đã có cái định hướng trong việc mà đào tạo lại, đào tạo bổ sung cho nguồn nhân lực hiện có và đặc biệt là các lực lượng mà làm bán thời gian. Thì trong năm nay thì chúng tôi cũng đã trình với Sở Du lịch và Liên đoàn Lao động một cái đề án trong kế hoạch về đào tạo của chúng tôi, dự kiến trong cái từ đây đến cuối năm 2021 thì chúng tôi sẽ trình ra là hai lớp đào tạo miễn phí cho các cái nghiệp vụ như housekeeping và bộ phận của F&B. Để tạo điều kiện cho các khách sạn có khả năng đáp ứng được nhu cầu khi có xúc tiến về khách đến lại Đà Nẵng. Dự kiến trong tháng 11 này sẽ có thêm nhiều khách sạn tại Đà Nẵng mở cửa nhằm tận dụng cơ hội khai thác khách từ mùa Giáng sinh 2021, Tết Dương lịch 2022 và khách quốc tế đến Đà Nẵng theo chương trình thí điểm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Để đảm bảo an toàn cho du khách và điểm đến, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đề nghị cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.